Vâng, từ cô Nguyễn Hồng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu tới chị hai tác phẩm Cụ Thiềm Thừ chế tác từ chất gỗ nu nghiến, gai nu tự nhiên. Và đặc biệt đó là hai tác phẩm này rất là to, hàng tuyển chọn như anh chị nhá. Đây hai tác phẩm tuyển chọn với gai nu tự nhiên tuyển chọn mà bây giờ được xếp vào danh sách đỏ, có nghĩa là tuyển chủng như anh chị nhá. Không rất là hiếm để có một cái vôi gỗ to như này. Như anh chị đang nhìn thấy em ngồi ở giữa đây thì anh chị có thể cân đối nhìn thấy kích thước của tác phẩm như nào. Và đặc biệt đó là gai nu tự nhiên nữa nha anh chị nhá. Và hai tác phẩm này thì bên em ngày hôm nay muốn giới thiệu tới chị để anh chị có thể chiêm ngưỡng những cái tác phẩm có lẽ là sẽ dần dần mà sau này sẽ không còn nữa. Cái tác phẩm gai nu tự nhiên và Cụ Thiềm Thừ thì với những phong thủy đó là chiêu hút tài lộc tiền vàng về cho gia chủ. Và anh chị nào có một không gian rộng để trưng bày tác phẩm thì có thể liên hệ với bên em. Tự gỗ xưởng Nguyễn Hồng là nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và bên em là xưởng chế tác như anh chị nhá. Vâng ạ, tác phẩm đầu tiên mà bên em muốn giới thiệu tới anh chị, đây là tác phẩm ở Cụ Thiềm Thừ ở mé bên tay trái của em. Tác phẩm này với cái chiều cao là 39 nha anh chị nhá, chiều ngang là 68 và chiều sâu là 52. Vâng, như anh chị đang nhìn thấy đấy ạ, thần thái rất là đẹp. Vâng, em sẽ bỏ đồng tiền này ra để cho anh chị chiêm ngưỡng. Và tác phẩm này còn nặng khoảng tầm 65 kg nha anh chị nhá. Đấy anh chị nhìn đây ạ. Vâng, các nghệ nhân chế tác ra tác phẩm này, cái phần khuôn mặt anh chị nhìn rất có hồn nhá, thần thái rất có hồn này. Đôi mắt đã được gắn thêm cái phần một viên hồng ngọc ở phía trong đây, làm cho đôi mắt rất là sáng. Và phần bụng anh chị rất là đầy đặn này, cái đường hoa nu và phần gai nu tự nhiên ở phía trên của tác phẩm, phần lưng của tác phẩm này. Đó mới là những cái nét đặc biệt hơn nữa. Với một cái vôi gỗ mà gai nu tự nhiên như này thì hiện tại là càng ngày càng khan hiếm, thì có vài năm nữa là rất khó để có những tác phẩm thường thường to như này. Hiện tại cũng đã là rất ít rồi nha anh chị nhá. Vâng, tác phẩm cao 39, ngang 68 và sâu là 52 nha anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Và anh chị nhìn thấy đấy, đấy đang quan sát rất là đẹp đây. Em bóc cái tờ giấy này ra cho anh chị chiêm ngưỡng thêm cái phần hoa nu và khuôn mặt thần thái, những bông hoa nu trên đấy rất là đẹp. Chỉ cần đơn giản thôi, anh chị nhìn cái đồng tiền mà em đang cầm ở trên tay đây thì anh chị nhìn thấy đấy, to hơn cái bàn tay của em luôn nha anh chị nhá, to bằng bàn tay xòe như này, cạn tay ra mới cầm được. Ok, vâng, đây là tác phẩm Cụ Thiềm Thừ đầu tiên. Thì với những tác phẩm to như này thì anh chị cũng cần phải cân đối cái vị trí và trưng bày tác phẩm cho nó phù hợp. Mình cần có cái không gian tương đối là rộng để trưng bày, nó sẽ làm tăng thêm cái nét đẹp cho cái ngôi nhà của mình hoặc là cửa hàng. Và ngoài ra thì phong thủy chiêu hút thêm tài lộc. Vâng, và tác phẩm này với chiều cao là 39, ngang 68 và chiều sâu là 52 nha anh chị nhá. Vâng, tác phẩm này là chất gỗ già đanh như chị nhá, nên là cái màu sắc của tác phẩm nó sậm màu vào đấy, chị nhìn thấy đấy, già đanh luôn. Và nu nghiến hay còn được gọi là ngọc nghiến này, chị nhìn thấy đấy, như sờ vào như sờ vào ngọc, rất là mịn màng, mắt đẹp, thần thái đẹp, to, gai nu tự nhiên tuyển chọn, chất gỗ già đanh luôn, tuyển chọn nha chị nhá. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ sang với tác phẩm thứ hai. Vâng, em tạm thời là mượn đồng tiền của cụ ở bên cạnh nhá. Còn mượn không? Vâng, đồng tiền kia để chỗ nào rồi? Vâng, hiện tại thì đồng tiền kia, đồng tiền này đúng rồi. Khi nào mà gửi tác phẩm này cho anh chị thì em sẽ gửi kèm cái đồng tiền của cụ. Hiện tại là em đang để chỗ nào thì em quên mất rồi. Tác phẩm này thì nặng mà tầm cỡ là 82 kg nha anh chị nhá. Và sở hữu một thân hình body rất là cân đối này. Vâng, thân hình rất là tuyệt vời, phần gai nu tự nhiên phía trên thôi mà nhìn cũng đã như ngọc rồi. Gai nu tự nhiên mà nhìn đã phê như vậy rồi nha anh chị nhá. Tác phẩm này thì với chiều cao là 40 nha anh chị nhá. Chiều cao là 40. Còn cao hơn đấy. Chiều cao là 40, 41. Vâng, chiều sâu của tác phẩm là 73 nha anh chị nhá, sâu 73. Cao 41, sâu 73 và chiều ngang là 64, chiều ngang là 64, cao 41, sâu 73, ngang là 64 và nặng tầm 82 kg nha anh chị nhá. Đó, anh chị nhìn đây, thần thái cũng rất là tuyệt vời, cực kỳ đẹp luôn. Chất gỗ cũng già đanh anh chị nhìn đây ạ. Vâng, sẫm đen và rất là già đây, anh chị nhìn thấy đôi mắt rất có hồn, một tác phẩm Cụ Thiềm Thừ
siêu to, siêu khổng lồ, nặng gần 1 tạ như thế này. Gai nu là gai nu tự nhiên. Vâng, nặng gần 1 tạ mà cái phần gai nu này, gai châm thì cũng vẫn còn nhiều phôi gỗ, nhưng mà với một tác phẩm gần 1 tạ như thế này mà gai nu tự nhiên là hàng hiếm tuyển chọn như chị nhá. Tại vì cái phần gai nu như này mà mình chế tác tác phẩm mà nó vào đúng được cái phần gai nu mà nó đều như này là rất là khó, không đơn giản. Có thể nó được một mảng như này nhưng mà do nó hỏng nên là được một cái ma gai gai nu toàn bộ phần lưng này là hiếm đấy chị nhá. Xoay quay. Vâng, xoay ạ. Vâng. Em sẽ quay phía sau cho anh chị chứng kiến nhá. Quay bên này. Rồi, anh chị có thể nghe thấy những cái tiếng. Vâng, đấy anh chị nhìn ạ. Vâng, tác phẩm này cao là 41, ngang là 64 và chiều sâu là 73 nha anh chị nhá. Vâng, anh chị nhìn đây ạ. Thân hình body rất là đẹp luôn. Chân gỗ sờ vào rất là sướng tay nha anh chị nhá. Sờ vào rất là sướng tay. Và không gian cần phải rộng hơn nữa nha anh chị nhá. Rộng hơn nữa để trưng bày tác phẩm. Vâng, và hai tác phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới chị đó là hai cung thiền thư nu nghiến gai nu tự nhiên siêu to siêu khổng lồ. Và anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm nào thì có thể liên hệ với bên em, Tượng Gỗ Xưởng Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương theo hai số điện thoại 0987336318 hoặc là 0966336318 để sở hữu tác phẩm nha anh chị nhá. Anh chị nào chưa nhấn đăng ký kênh YouTube Tượng Gỗ Xưởng Nguyễn Hồng của bên em thì có thể nhấn vào nút đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất về những tác phẩm mới nhất mà bên em chế tác ra nha anh chị nhá. Em xin chào tất cả anh chị và hẹn gặp anh chị ở một video tiếp theo. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.